Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Trúc Hoàng Family Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Trúc về bếp với lại món cá chiên sốt cà chua chua ngọt. Đây là gồm có 2 muỗng cà phê đường và vài trái ớt và một ít tỏi và 2 trái cà chua và một ít chanh. Rồi bây giờ mình sẽ đi chiên cái phần cá này nha cả nhà nha. Bây giờ Trúc bắt cái chảo lên, cho một ít dầu vô đây. Một chút xíu muối thôi để cho nó đỡ văng ha cả nhà ha. Mình bỏ cá vô cho nó đỡ văng á cả nhà. Chiên cho nó vàng nha cả nhà. Bây giờ cá nó vàng á cả nhà, mình vớt cá ra nha. Bây giờ Trúc sẽ đi cắt cà chua nha cả nhà. Rồi mình đi vẽ ớt sâu ha. Chua ra mình bắt hai bên này mình bỏ đi. Cho ớt tỏi vào đây để mình vẽ luôn. Cho đường ớt tỏi để mình vẽ luôn cả nhà, ớt tỏi nha. Rồi bây giờ mình ké đã vàng hết rồi. Cá đã vàng hết mình cho ra dĩa. Dĩa luôn cả nhà. Thì mình đã cho ra dĩa rồi. Giờ mình cái chảo mình chiên cá đó, mình múc dầu ra bớt hết. Rồi còn cho nó còn chút xíu gì thôi. Rồi mình cho cái phần kè này vô nha. Ớt tỏi Trúc vẽ xong rồi thì bây giờ mình cho ra chén. Mình cho ra chén đây, mình bỏ chanh vô, mình đã cắt sẵn, mình sẽ nặn vô trong cái chén này luôn. Mình nặn chanh vô chỗ này luôn nha cả nhà. Đây miếng nữa cho nó chua nó ngon, chua chua ngọt ngọt, mặn mặn, ăn đều lên. Bây giờ em sẽ cho nước mắm vô đây luôn. Mình cho đầy chén nhỏ này luôn á cho nó mặn mặn. Rồi mình thấy đều thật lên một chén nhỏ luôn cả nhà. Đó, một chén nhỏ như vậy nè. À, mình khuấy đều lên nha. Rồi bây giờ mình sẽ quên mình xót với cà chua. Cá này vô cái cà chua nha cả nhà. Chua thôi nha, mình cho lửa lớn đó. Cho cái phần nước mắm này vô hết nha. Nó không có mặn đâu nha cả nhà, mình cho đường ngọt chút. Chút bột ngọt lên. Chút xíu bột ngọt lên cho nó ngon. Rồi xong. Rồi mình trở miếng ké. Ở nhà mình làm thôi nha. Mình trở miếng ké que nha. Mình trở miếng ké que cho nó. Mình trở miếng ké que cho nó thấm nước mắm nó kè vô cho nó ngon. Đó, bây giờ mình nè, ngon hấp dẫn không? Đó. Nó ngon cả nhà ha, nó thấm nha. Và bây giờ nó đã thấm vô rồi đó cả nhà. Trời ơi, cả nhà mình nhớ làm như công thức của Trúc ăn nha. Nó thơm lắm, mà có sốt kè như rất là ngon nha. Mình cho một ít hành đỏ lên ở trên nè. Cho nó thơm đó cả nhà. Hành ngò. Nhà mình có hành đó. Mình bỏ vô, còn không có hành thì thôi cũng được nha cả nhà. Mình có một bữa ăn rất là ngon. Vậy là đã xong, mình sẽ cho cái phần ké này. Tắt bếp về sẽ cho phần ké này vô dĩa. Rồi em sẽ cho ra dĩa. Đó, tắt bếp. Mình cho ra dĩa nha. Đây là đã xong món cá sốt cà chua ngọt. Món cá chiên sốt cà chua ngọt đã là xong.
Thì cả nhà mình nhớ làm thử món này ăn với cơm rất là ngon. Thì cảm ơn cô chú anh chị và các bạn luôn quan tâm theo dõi kênh Cách Hòn Family Cuộc Sống Mỹ nha. Để lại có một bữa ăn rất là ngon miệng cho đổi phổ vị cho gia đình mình nha cả nhà nha. Bye bye, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video sau nha. Bye bye.